Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong vòng chưa đến một tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần lên tiếng tố giác các tư tế hư hỏng. Đức Thánh Cha nói, để cầu nguyện, người tín hữu không cần phải học một khóa thần học. Ai cố chiều lòng thế gian thì đang đánh mất địa vị làm con cái Chúa. Đó là những bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị và anh chị em trong chương trình hôm nay. Trong vòng chưa đến một tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã hai lần lên tiếng tố giác các tư tế hư hỏng. Kính thưa quý vị và anh chị em, sáng 11 tháng Giêng, khi đồng tế với Đức Hồng Y Angelo Banasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Thánh Cha đã nói về quan hệ của các linh mục với Chúa Giêsu. Ngài nói, linh mục chân chính là người được Thiên Chúa sức dầu để phục vụ dân Chúa. Linh mục có quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Khi thiếu quan hệ này, thì linh mục trở thành người không còn được sức dầu nữa, thành người thờ ngẫu tượng. Thờ thần là cái tôi của mình. Đức Thánh Cha tố giác những linh mục bị giải dầu, những thứ linh mục áp phe, linh mục doanh nhân đã gây hại dường nào cho giáo hội. Trong thánh lễ đồng tế với Đức Hồng Y Mahoney, nguyên tổng giám mục Los Angeles, lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha đã tái lên tiếng tố giác những tư tế hư hỏng. Thay vì trao bánh sự sống cho dân thánh của Chúa, thì lại cho những lương thực có thuốc độc. Chú giải bài đọc và thánh vịnh đáp ca được đọc trong thánh lễ, kể lại sự thất trận của quân Israel trước quân Philistine. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dân Chúa thời ấy đã bỏ Chúa, lúc ấy lời Chúa trở nên khan hiếm. Còn tư tế Elia già nua thì nguội lạnh và các con cái của ông thì hư hỏng, làm dân chúng kinh hoàng và hành hạ họ. Để chiến đấu chống quân Philistine, dân Israel dùng hòm bia giao ước như một vật ma thuật, một hình thức bề ngoài, và thế là họ bị thất trận. Hòm bia giao ước bị địch quân chiếm. Họ không có niềm tin đích thực nơi Thiên Chúa, nơi sự hiện diện thực sự của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, đoạn Kinh Thánh này làm cho chúng ta phải suy nghĩ xem quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với lời Chúa như thế nào. Phải chăng đó chỉ là một quan hệ hình thức, hời hợt, một quan hệ xa lạ? Lời Chúa có đi vào, có thay đổi tâm hồn chúng ta hay không? Có chút quyền năng nào hay không? Hay đó chỉ là một quan hệ hình thức, trong khi tâm hồn chúng ta lại khép kín đối với lời Chúa? Điều này làm chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thất bại trong giáo hội, bao nhiêu chiến bại của dân Chúa chỉ vì họ không cảm thấy có Chúa, không tìm Chúa, không để cho Chúa tìm họ. Và rồi sau khi thảm trạng xảy ra, người ta cầu nguyện, lạy Chúa, làm sao điều ấy xảy ra được? Chúa đã làm cho chúng con bị các liên bang coi rẻ, khinh miệt và nhạo cười bao quanh chúng con. Chúa biến chúng con thành sự nhạo cười cho dân các liên bang. Các nước lắc đầu chép miệng trước mặt chúng con. Đề cập đến những gương mù, những xì căng đan trong giáo hội, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây. Nhưng tất cả chúng ta đều biết. Chúng ta biết rõ chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bị buộc phải trả bao nhiêu tiền. Thật là một ô nhục cho giáo hội. Chúng ta xấu hổ vì những căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân. Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi. Họ không có quan hệ với Thiên Chúa. Họ có một địa vị trong giáo hội, một địa vị quyền lực và thoải mái, nhưng lời Chúa thì họ không có. Họ biện minh, nhưng tôi có huy chương mà, tôi có mang thánh giá mà. Có đấy, nhưng cũng chỉ như những người Israel xưa kia, tuy mang hòm bia giao ước, nhưng không có quan hệ sinh động với Thiên Chúa và với lời Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi nghĩ đến lời Chúa Giêsu nói về những kẻ gây gương mù gương xấu và những hậu quả mà các xì căng đan này gây ra. Từ sự sa đọa của dân Chúa cho đến sự yếu nhược và sự hư hỏng của các tư tế. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng hướng suy nghĩ của Ngài đến dân Chúa.
Tội nghiệp dân, tội nghiệp dân, chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn, chúng ta không cho họ chân lý, thậm chí bao nhiêu lần chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc. Hãy thức dậy, sao Chúa lại ngủ, lạy Chúa? Đó phải là lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy thức dậy, đừng khước từ chúng con muôn đời, sao Chúa lại che giấu thiên nhan Ngài? Sao Chúa lại quên đi những phiền não và áp bức của chúng con? Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ quên đi lời Chúa là lời hằng sống. Xin cho lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh trung thành của Chúa đang xin chúng ta nuôi dưỡng và bổ sức cho họ. Mãi mãi con tròn ngài lạy Chúa. Mãi mãi con tròn ngài lạy Chúa. Vì chính ngài đã chọn con, chọn con từ muôn thuở xa vời, chọn con là muôn sứ cho ngài, chọn con thành người nên cho đời. Mãi mãi con tròn ngài. Con là người hèn yêu, không khinh con là kẻ tội lỗi. Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay Ngài chọn con. Mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa. Mãi mãi con chọn Ngài. Mãi mãi con chọn Ngài. Xin tri ân tình ngài khôn vi, quyết bước theo ngài chọn ngài mãi mãi chỉ ngài thôi. Ngầm răng muốn lối những muôn tim chung chọn ngài mãi mãi chỉ ngài thôi. Mãi mãi con chọn ngài lạy Chúa. Mãi mãi con chọn ngài. Mãi mãi con chọn ngài lạy Chúa. Vì chính ngài đã chọn con từ muôn thuở xa vời. Chọn con làm ngôn sứ cho ngài, chọn con thành người nên cho đời, mãi mãi con chọn ngài lạy Chúa. Đức Thánh Cha nói, để cầu nguyện, người tín hữu không cần phải học một khóa thần học. Trong thánh lễ sáng thứ ba 14 tháng Giêng tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về những cách khác nhau để thờ phượng. Ngài phàn nàn rằng đôi khi có những Kitô hữu khinh thường những người cầu nguyện khiêm nhường. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu lần dân Chúa cảm thấy không được đón nhận bởi những người lẽ ra phải đưa ra những chứng tá cho họ, bởi các Kitô hữu, giáo dân, linh mục, giám mục. Họ nói,
Thật tội nghiệp, đám dân này không hiểu bất cứ điều gì. Họ nên học một khóa thần học. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, việc rao giảng không phải cốt để chỉ trích người khác. Ngài mong người Công giáo tránh xa mọi thứ đạo đức giả và chủ nghĩa duy luật. Cuộc đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài đường tin yêu miên man. Tình đời bao cuốn trôi ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say ngờ rằng những phút giây không bao giờ chưa tắt. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều đời hoang vắng điều hiu. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa xót đã nhiều. Tâm con thao thức chưa mong đón đời Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Cuộc trần bao đổi thay, ai hay tình đời là hương hoa bọt bèo. Còn lại đây khát khao luôn dâng cao trên con đường chân lý. Từng ngày con bước đi trong niềm tin thẳm sâu, Chúa ơi Ngài có thấu. Tình con như lần đầu, tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao. Tim con mơ ước bao nhiêu, thương yêu Chúa xót đã nhiều. Tâm con thao thức chưa mong đón đời Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Ai cố chiều lòng thế gian thì đang đánh mất địa vị làm con cái Chúa. Trong thánh lễ sáng thứ sáu 17 tháng Giêng tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng những người Công giáo cố gắng để hòa nhập vào sự thống nhất thế gian, trong thực tế đang đánh mất địa vị là con cái Thiên Chúa của họ. Trích dẫn bài đọc từ Cựu Ước trong ngày, Đức Thánh Cha đã mô tả cách thức người Do Thái xin ông già Samuel chọn một vị vua cho họ để họ có thể giống như các quốc gia khác. Ngài nói với thỉnh cầu đó, họ đã chọn con đường của thế gian và thực tế là đang khước từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống bình thường của các tín hữu Kitô đòi hỏi họ phải trung thành với những giao ước của mình và không đánh đổi với con đường thống nhất thế gian. Đó là sự cám dỗ của người dân và của cả chúng ta nữa. Bao nhiêu lần chúng ta quên đi lời Chúa, quên đi những gì Chúa nói với chúng ta để chạy theo những tư tưởng thời thượng, phải không? Ngay cả những lời lẽ lãng mạn kịch nghệ cũng là mốt thời trang, và chúng ta chiều theo những lời ấy vì chúng thú vị hơn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những sự thế gian làm cho con tim chúng ta mềm yếu, nhưng khi chúng ta mở lòng mình ra với Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, biết nghe lời người sống đời sống. Sống theo lời người, sống đời, sống thi tha, giữ cho tình thương yêu
sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, biết nghe lời người sống đời. Sống sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người khao khát trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, biết nghe lời người sống đời. Sống trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.